Hey, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh nha. Phô Tùng Ri sẽ cấp Charlie sẽ đề Dream. Đây là một số cái mặt nạ logo mà bên mình có dành cho anh em chơi xe nha. Mình sẽ lần lượt giới thiệu từng cái. Đây là cái mắc tiền nhất trong cái đống này. Đây là 81 90. Đó. Còn rất là đẹp nha. Này lên logo là mỹ mãn luôn. Này. Còn đẹp, chân cỏ rồi, răng cỏ rồi còn nguyên nha. Này răng cỏ còn nguyên, 8190 nè. Rồi tiếp theo, DD. 82 với DD. 82 với DD. Miếng này còn được 70%. Đó. Chân cỏ phía sau thì cũng còn, nó bị ngắn một tí xíu. Gắn vô cái mặt nạ vẫn còn được, mà chốt dài sợ nó không an. Nó tới đây nè, nó vừa lọt vô được, nó vừa lọt qua mặt nạ thôi. Này chắc mình nghĩ là dán keo là thích hợp, thọt qua xong mà dán keo là ok nha. Chân vẫn còn nhưng mà hơi bị hụt nha. Rồi cái này là của đời cao, 86 đèn tròn đời cao, 92 cho đi, chân cỏ còn. Này giá 7. Này cũng vậy luôn. Giá 7. Cái này kết tâm từ 201 202 cho đi. Chân cỏ còn giá 7. Đó. Mấy cái này 100k miếng này. Miếng 100k thôi. Đó. Cái này đèn tròn đời cao. Chân cỏ còn giá 7 luôn. Này 81 đời đầu. 81 đời đầu các bạn. 81 là đầu mình có 2 miếng. Đây. Đó có 2 miếng. Miếng này à. Miếng này bị nứt này. Miếng này bị nứt này các bạn. Răng cỏ sức. Giá bèo luôn. Răng cỏ sức. Giá bèo 81 là 10 đời đầu. Tấm này đẹp. Đó, tấm này mặt tiền rất là đẹp. Đây là 81-50 đời đầu nha các bạn. Đó, mặt tiền đẹp. Chân còn nguyên. Chân đẹp. Chân còn nguyên xài ok. 81 đời đầu. Rồi 81 đời giữa, đời cuối. Đó. Đây là những cái miếng xi zin nha nè em. Xi zin nha. Còn mấy silo đốc thùng rác hết rồi. Này chân vẫn còn. Chân vẫn còn. Vẫn còn được. Vẫn còn xài được. Chân vẫn còn xài được. Tấm bốc là mưa đời giữa. Đời cuối. Kết tâm. 86. Giá bờ. Dạ luôn. Rồi. Đây là 86. 86-50 siêu đẹp luôn. Đó, đất sơn dinh. Cái màu đen là người ta si. Ô mắt chân. Cái này đẹp mà mắt chân. Cái này dán keo nha. Này gì anh em mua dán keo. 56-50 cúp đề cao. 1-22 trở đi. Giá bèo. Giá bèo luôn. Mày cấp đời cao giá bèo 50.000. 50.000. Chắc nó còn mắc. Mắc hơn tiền cước. Tiền cước nó còn rẻ hơn. À tiền cước mắc hơn. Mấy miếng 66 vậy 50.000 mà. Đó. 50.000. Chân đẹp thì 100. Còn mấy miếng đời cao thôi. Đó, mấy miếng đời cao là rẻ nè. Đó, rẻ thúi luôn. Mấy cái đời cao là rẻ thúi luôn. Còn mấy này hơi mắc chút nha. Hơi mắc chút nha các bạn. Ok, cảm ơn tất cả các bạn. Anh em nào có nhu cầu mua các bạn gọi số điện thoại cho màn hình giúp mình nha các bạn. Anh em có nhu cầu rồi. Anh em ở khu vực Sài Gòn thì sẽ qua trực tiếp bên shop để lấy nha các bạn.
Còn nhà ở xa thì chuyển khoản là bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn nha. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code nha các bạn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn.